Chuyện gì? Anh hai, em có chuyện muốn bàn với anh hai một chút. Có chuyện gì nói nhanh đi, tao phải đi nữa. Mấy ngày nay có chuyện gì mà anh cứ đi từ sáng tới tối mịt mới về, mà đêm nào về trong người cũng nồng nặc đầy mùi rượu vậy? Chuyện riêng của tao mà hỏi chị. Nhưng mà em là em của anh mà. Anh hai, giận thì anh đánh anh chửi, chứ anh đừng đối xử như vậy tội nghiệp con Lượm lắm. Chuyện này đâu có liên quan gì tới con Lượm. Vậy chứ liên quan tới chuyện gì? Tao nói là không liên quan tới tụi bay, đừng có hỏi. Tao đi à. Anh hai, em nói nghe nè. Anh hai. Ê, ra đi, ra đi. Cô ba, cô ba tin con chưa? Tí con không có giận con. Vậy thì chuyện gì ta? Thái độ của anh hai lần này giống hệt như 20 năm về trước vậy. Mẹ, hay là để con làm trinh thám theo dõi cậu hai, coi cậu hai đi đâu làm gì? Theo dõi hả? À, được đó, con làm vậy đi. Dạ. 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 Nhưng mà làm kín kín đó, ổng mà không biết mình theo dõi ổng, ổng chửi 3 ngày không hết đó con. Con biết rồi, mẹ yên tâm, cứ tin tưởng vào tài năng của con. Anh đi nha. Ừ. Cô ba. Ừ? Con nghe cô ba nói thái độ của tía giống như 20 năm trước. Là sao hả cô ba? Thì 20 năm trước tía con cũng có cái giai đoạn khùng khùng đó. Là khi nào vậy cô ba? Thì là lúc ổng thất tình đó. Thất tình? Ủa, chứ không phải tía con yêu má con lắm hả? Thì yêu, yêu má con. Chắc tại lâu quá cô ba quên, nhớ lộn. Thôi cô ba thay đồ đi chợ, con ở nhà coi chừng nhà nghe. Dạ, cô ba đi chợ đi. Trời ơi, miệng ăn mắm ăn muối, phải ăn nói cẩn thận hơn. Con Lượm nó lớn rồi mà. Chi à? Dạ. Con ngựa đây còn bụi nha con. Dạ dạ, chút con lau lại. Nè con. Dạ. Sao ông rạng không thấy con Lượm tới nhà mình chơi vậy? Dạ con cũng không biết nữa. Hay nói với thằng Niễn có giận gì nhau không? Không dám đâu. Hai người họ yêu nhau gần chết luôn, không có thời gian nữa. Ở đó mà giận nhau không có đâu mợ. Vậy sao cả tuần nay không thấy nó đến chơi? Không giận thằng Niễn, hay là nó có giận gì mợ không? Không có đâu, nó mến mợ muốn chết luôn, chắc không có giận mợ đâu. Không giận thằng Niễn, cũng không giận mợ, sao nó không đến chơi vậy? Sao? Hay là nó bị bệnh? Nè, con biết nhà nó không? Kêu thằng Niễn tới coi giùm mợ coi. Lỡ con nhỏ bệnh hoạn gì thì sao? Dạ, để chút nữa con nói Niễn cho. Bây giờ nói hay chút nữa nói cũng vậy, sao không nói ngay đi? Dạ, vậy thôi để con đi nói liền. Ừ. Tú Chi nè. Dạ. Con nhớ nói với thằng Niễn á, là mợ cho nó nghỉ hết ngày hôm nay. Nhưng mà tối về phải nói cho mợ biết lý do tại sao con Lượm không đến nhà mình chơi nữa. Dạ, nghe con chưa? Biết rồi. Ừ, đi đi. Sao tự nhiên mình thấy nóng trong lòng quá, mà không hiểu tại sao lại thấy nhớ con Lượm da diết đến như vậy. Cho nghỉ nguyên ngày đi gặp em Lượm, vợ gì cũng Lượm hết trơn, trong lòng không có tôi gì hết trơn, cái lù gan không có, bực dễ sợ. Anh Niễn. Hả? Tôi Chi, em Lượm tới rồi hả? Nữa, Lượm nữa, hết mỡ rồi tới anh, Lượm hoài, ai bỏ gì mà Lượm, sao không ai nhắc tới tên Tú Chi hết vậy?
Không phải vậy, tại mấy bữa nay không gặp, anh nhớ em Lượm quá à. Mợ chủ nói cho nghỉ nguyên ngày á, đi thăm em Lượm của anh đi. Vậy hả? Ừ. Mà nhớ, chiều về phải nói cho mợ chủ biết lý do tại sao em Lượm mấy ngày mà không qua chơi. Thiệt không? Thiệt, nó giống làm gì. Vậy đi nha. Khoan. Nghỉ sao qua nhà người yêu mà ăn mặc kỳ cục vậy? Ăn bận đẹp đẹp chút xíu coi. Anh có bộ đồ này là đẹp nhất rồi, không sao đâu, anh đi nha. Nghe đi thăm em Lượm coi kìa, hớn hở ra mặt. Ủa, sao tự nhiên mình nóng quá nhỉ người ta? Vô lý quá. Đi lòng vòng rồi cũng quay trở lại đây. Tại sao bắt hai lại ở đây? Không lẽ có chuyện lớn rồi sao? Đúng rồi, hèn chi mấy hôm nay em Lượm không dám đến thăm mình. Chết rồi. Không được, không thể để cho bác Hai thấy mình được. Ông trời ơi, làm sao con biết được sự thật. Người đàn bà này có phải là Hạnh Hòa hay không, hay chỉ là người giống người thôi? Chết rồi, anh không có đi được. Sao vậy, sao chưa chịu đi nữa? Anh biết lý do tại sao mà em Lượm không đến thăm anh rồi. Ủa sao vậy? Ba em Lượm biết chuyện, lên đứng canh trước cửa nhà mình kìa. Thiệt không? Ừ. Thiệt phải không? Thiệt. Em lên nói cho mợ chủ nghe. Hả? Ê, Tôn Chi. Đúng là cậu Hai đang canh Thành Điển rồi. Mới đêm mà thằng Niễn đã có tin về rồi sao? Đâu có, anh Niễn đâu ra khỏi nhà được đâu mợ. Sao vậy? Từ từ, con phải kể đầu đuôi câu chuyện mợ hỏi ngang con quên hết trơn. Nói lẹ lên. Dạ, chuyện là vậy nè. Chuyện thứ nhất á, là ba của em Lượm đã biết chuyện cho nên lên đây rồi. Cái gì? Ông già đó lên tận đây? Dạ. Còn chuyện thứ hai á, mợ có biết tại sao mà anh Niễn không ra khỏi nhà được không? Tại sao? Tại vì ba của em Lượm đang đứng canh cửa ngoài trước cửa nhà mình luôn á. Ông già đó dám tới đây để canh chừng. Dạ, nãy con với anh Niễn hả, nhìn thấy sợ muốn chết luôn á. Không gì chị phải sợ hết. Trên đời trời đất này mợ chưa từng thấy một người cha nào kỳ cục như vậy, dám ngăn cản tình yêu của con cái mình một cách quá đáng. Quá đáng lắm mợ. Mấy ngày nay không gặp được nhau, chắc con Lượm và thằng Niễn buồn lắm đây. Đúng rồi, buồn thê thảm luôn á, tội nghiệp lắm. Không được, chuyện này phải nói cho ông ta hiểu. Chuyện tình yêu là chuyện của con tim, ông ta không có quyền cấm cản con cái như vậy được. Thôi, con không dám nói đâu nha. Ai biểu con nói? Trời ơi, anh Niễn càng không dám nói nữa. Ai biểu thằng Niễn nói? Không lẽ mợ nói? Đúng, là mợ. Mợ chủ. Bác Hai đã tìm đến đây rồi, thế nào bà chủ cũng biết cho coi. Làm sao bây giờ? Hay là mình ra gặp bác Hai đại, năn nỉ bác Hai đưa em Lượm về quê? Không được, lỡ như bác Hai không nghe, đem em Lượm giấu đi đâu mất tiêu rồi, lúc đó không biết đâu tìm còn chết hơn. Anh Niễn ơi, anh Niễn ơi, anh Niễn. Tôi chi, anh đây nè. Trời ơi, chết rồi. Ông kia, làm cái gì mà rình mò nhà người ta vậy? Phải là anh không?
Nhìn thái độ hai người này rất lạ. Đúng là đã quen nhau từ trước. Tại em không đó. Ai biểu tự nhiên nói chuyện này với bà chủ làm gì? Em đâu biết đâu. Thì em định nói cho bà chủ nghe, để có gì giúp anh nói phụ, để anh với em Lượng thành với nhau bộ. Giúp cái gì? Em ở đây đó vậy em không biết tính bà chủ của em hả? Bà chủ em nóng tính, bác hai cũng vậy. Anh bảo đảm với em nha, hai người chưa nói hết một câu để chửi lộn cho coi. Thiệt không? Thiệt sống thiệt. Chết rồi, giờ sao đây? Sao cái gì? Tài lanh tài lẹt không à? Thôi mà, em không biết, em xin lỗi mà. Đừng giận nha, ha? Giận quá luôn đó. Giận sao? Giờ nghĩ cách gì mà ra mà lôi được bà chủ vô đi tung giận nữa. Giờ nghĩ cách gì ta? Ủa anh? Anh nói hai người họ gặp nhau sẽ cãi nhau, mà sao nãy giờ đứng bất động vậy? Tôi tới đây tìm thằng Niễn, chứ không phải tìm cô. Dù gì cũng đã mười mấy năm rồi, anh không vào nhà cho em hỏi thăm chút chuyện được sao anh? Giữa tôi và cô, thiết tưởng không còn gì để nói. Nếu như anh không có chuyện gì để nói với em, hay mình nói chuyện với con Lượm đi anh. Con Lượm? Cô đã biết rồi sao? Nói với thằng Niễn yêu nhau cả tuần nay, ngày nào mà không đến đây, sao em lại không biết chứ? Cô nói là cô biết, là cô biết cái chuyện thằng Niễn với con Lượm yêu nhau. Vậy mà tôi cứ tưởng. Tưởng? Không lẽ con Lượm còn chuyện gì để biết nữa sao anh? Không, không có gì. Đứng ngoài đường nói chuyện kỳ quá, hay mình vào nhà đi anh. Thôi chết rồi, bây giờ sao? Trốn đi. Vô đi anh. Đúng là cuộc sống Sài Gòn này đầy đủ tiện nghi thật. Hèn gì, người nào ở dưới quê lên đây đều không muốn về, dù là đã có lời hứa hẹn. Hai mươi mấy năm rồi, anh hai vẫn không thay đổi. Thoạt nhìn là em nhận ra ngay. Còn cô ba thì đẹp và sang trọng lên nhiều, không giống như cô ba ngày xưa tôi biết. Ngày mai cô ba lên thành phố thiệt hả? Hôm trước em nói với anh rồi, còn thiệt giả gì nữa chứ. Hôm cô ba hứa là sẽ quay về, là cô ba nói thiệt hay nói giả gì? Em nói thiệt. Nếu cô ba nói thiệt thì tôi cảm thấy yên lòng rồi. Nhưng tôi vẫn nghe sợ sợ làm sao. Anh sợ gì? Sợ trốn phồn hoa đèn xe rực rỡ, sợ là cô ba ham vui ở luôn trên đó, sợ không gặp được cô ba chắc tôi buồn lắm. Không gặp được anh hai á, em cũng buồn vậy. Cô ba, có câu này tôi muốn nói với cô ba từ lâu rồi, nhưng mà không dám nói. Ngày mai cô ba lên thành phố rồi, nên tôi mới mạo muội nói ra. Có gì thất thố thì cô ba đừng giận tôi nghe. Tôi thương cô ba, tôi chỉ nói vậy thôi, chứ tôi biết thân phận cô ba cao sang, tôi lại không xứng đáng. Không phải, thật ra thì em cũng thương anh hai lâu lắm rồi. Thương từ cái bữa mà anh hai làm thơ tặng em á. Cô ba nói gì? Cô ba nói thiệt không? Thiệt không cô ba? Em nói thiệt mà. Vô đi anh. Hãy
nghe người ta nói, tôi mừng đến ngất ngây. Đến mấy ngày trời, đi đâu, ngồi đâu, tôi cũng thẫn thờ mơ màng, nhớ đến câu người ta nói thương tôi. Thời gian người ta lên Sài Gòn học, ngày nào tôi cũng ra quán Hai Nhết ngồi chờ. Tôi chờ hết ngày này sang ngày khác, đếm từng ngày từng phút. Vậy mà anh hay uống nước đi. Không biết bên kia được có gì mà ngày nào anh hai cũng ngắm qua hết vậy. Cũng là con đường ngày thường thôi mà, có gì lạ đâu. Công nhận là anh hai càng lớn càng đẹp trai phong độ nha. Cô nói gì? Dạ, đâu có gì đâu. Con hạnh quà chứ ai. Chàng ơi, nó lên thành phố học rồi, nó có bộ trên thành phố luôn. Mà công nhận á, thằng bồ của nó đẹp trai phong độ dễ sợ. Anh hai vậy nè mà còn thua nó luôn á. Con nhỏ này công nhận coi vậy mà khôn với sướng thiệt. Tôi quên đem tiền rồi, tôi thiếu ly trà đá nha. Anh hai, có chuyện gì vậy ta? Mình có nói gì sai đâu. Ê, 11 ơi, gì? Vô đây tao nói này. Chưa đứng bóng rồi, tao phải đi cấy cho bà Chính thơm nữa. Một chút thôi, chuyện quan trọng lắm. Nhanh lên, nhanh lên. Ôi, cái gì đây? Sao, chuyện gì? Con Hạnh Hòa mới dắt bộ thành phố đi ngang qua đây nè. Trời đất ơi, thì chuyện mà người ta có bộ là chuyện bình thường. Bộ hồi trước giờ mày chưa thấy hả? Chuyện đó có gì đâu phải nói. Anh hai bực mình lắm. Ủa, Hạnh Hòa nó có bộ thì mắc gì anh hai bực? Bởi vậy mới nói. Ba em khó chịu mỏi thẳng quá, cứ dặn hỏi lung tung, làm sợ thất khiếp luôn. Chỉ nói vậy thôi mà anh cũng sợ vậy sao? Cho anh biết nha, ba em á, chịu hỏi như vậy á là tiến bộ lắm rồi đó. Mấy người bạn trước của em á, ba còn không thèm nhìn mặt luôn á. Em nói gì? Mấy người bạn trước? Nói vậy em có nhiều người yêu lắm hả? Nhìn cái mặt của anh kìa, chưa chi đã ghen rồi. Phải ghen chứ, em là người yêu của anh mà. Em làm gì có nhiều người yêu như vậy? Có chăng á là chỉ có một người thôi. Một người? Người đó là ai? Một trai làng. Mà thôi, đừng nhắc tới anh ta làm gì. Hai người yêu nhau bao lâu rồi? Một ngày. Một ngày là sao? Thì đêm đó đó, anh tỏ tình với em, xong rồi sáng hôm sau em đi Sài Gòn mất tiêu rồi. Nè, giận em hả? Em nghĩ coi, làm sao mà anh không giận? Thì ra trong trái tim của em, anh chỉ là người đến sau. Thôi mà, đừng có giận nữa, cho em xin lỗi đi mà. Em còn yêu anh ta không? Dĩ nhiên là không rồi. Anh không tin. Em nói thiệt á, trong trái tim em á, bây giờ chỉ có anh thôi à. Bây giờ muốn anh tin, em phải chứng minh. Nhưng làm sao chứng minh? Ha ha ha.
Tôi không ngờ mối tình đầu đẹp nhất đời mình kéo dài chỉ được một ngày, rồi tiễn người ta lên thành phố. Lòng tôi hân hoan ngập tràn bao nhiêu hy vọng. Tôi không thể nào ngờ người ta mau thay lòng đổi dạ đến như vậy. Anh hai, chuyện đã lâu lắm rồi, anh nhắc lại làm gì? Đúng vậy, chuyện đã lâu lắm rồi. Lẽ ra tôi đã quên, lẽ ra tôi phải cưới vợ, sống một cuộc sống bình thường như bao nhiêu người khác. Nhưng cô đã phá tan tất cả. Để cho đến bây giờ, khi cô đối diện với tôi, cô không nghe lương tâm mình ái náy hay sao? Không còn nhớ nhung một chút gì hay sao? Trời ơi, anh dắt em đi đâu vậy? Thì vào phòng của anh. Thôi, em có vô đâu. Sao vậy? Trời ơi, con gái mà vô phòng con trai kỳ lắm á. Kỳ cái gì mà kỳ, vô đây nè. Đi. Đẹp quá. Đẹp không? Đẹp. Để anh nói cho em nghe, dù sao thì em cũng đã sắp sửa làm vợ của anh rồi, cho nên ít nhất một lần vợ cũng xem qua phòng của chồng chứ. Cái gì mà vợ với chồng chứ, em với anh còn chưa cưới nhau mà. Thì chưa cưới, nhưng mà anh quên nói với em một chuyện. Cuối năm nay ba mẹ anh sẽ cưới vợ cho anh. Đừng có nói là em sẽ từ chối chức danh làm vợ của anh nha. Cuối năm hả? Ừ. Trời ơi, gì mà lẹ dữ vậy? Em mới 18 tuổi hả? Bà không cho cưới đâu. Không cho cũng phải cưới nữa. Thôi, anh đi lấy nước cho em uống nha. Dạ. Chờ anh chút. Đây, nước cho vợ. Cảm ơn anh. Uống thêm chút nữa đi em. Dạ. Uống nhiều đi. Ừ, uống cho đỡ mệt nha. Ừ, đúng rồi. Ngoan, 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 ngoan. Đó. Em thấy sao? Đỡ mệt chưa? Dạ. Sao vậy? Em? Dạ. Sao? Em thấy mệt trong người hả? Em thấy chóng mặt quá anh. À, chắc tại đi nắng em mệt chứ gì. Thôi nằm xuống đi. Nằm xuống nghỉ chút cho đỡ mệt nha. Hạnh Hoa. Hạnh Hoa. Em ơi, em bị say nắng rồi hả? Em ơi. Em à, em bị say nắng thiệt rồi. Em biết năm đó em đã làm tổn thương anh hai nhiều lắm, nhưng tuổi trẻ một thời bồng bột, em làm sao ngờ được đằng sau dáng vẻ đẹp trai, những lời vuốt ve ngọt ngào lại là một trái tim độc ác, vong tình bội nghĩa. Cô trách người ta độc ác, vong tình, bội nghĩa. Vậy có khi nào cô tự trách mình không? Cô không chỉ giết chết tình yêu của gã trai mới lớn, hiền lành, chân chất, mà cô còn hủy cả tương lai, hạnh phúc của một đời người. Em xin lỗi. Xin lỗi anh hai. Vô trách nhiệm.
dơ làm biến nhớt thay. Mai là mình không chịu á, không thôi cũng tàn đời rồi. Rồi không biết trên Sài Gòn á có cái gì hấp dẫn ở trên đó mà hết thằng Niễn rồi tới ổng hả? Đi rồi không biết đường về. Heo gà vịt bỏ ở nhà, mình bà già này lo hả? Kỳ này hai người về đây biết tay tôi, bắt quả tang rồi nghe. Kỳ này là hết chối nghe. Làm gì bắt quả tang? Làm gì chối? Bà ăn nói đàng hoàng rồi nha. Tôi nói gì không đàng hoàng, chỉ có điều á là không tận mắt thấy á, ai nói là tôi không có tin đâu. Nó nghe nè, bộ bà tính dính lại với cha hai thiệt á hả? Dính cái đầu bà. Không hiểu sao tự nhiên kêu tôi dính lại với cha già vong tình bội nghĩa đó. Không tính làm sao à? Sao trăng gì? Thì đó. Thì tại ổng bỏ đi lâu quá không về, rồi bỏ cái đàn vịt nó đói, nó la hét trời kia kìa, in ỏi biết con rái. Tôi ở bên đó đó còn ngủ không được, phải qua đây cho nó ăn giùm. Ủa mà tôi ghét con chả chứ tôi có ghét mấy con vịt đâu. Hả? Bà nói cũng phải ha. Ủa mà sao anh hai đi lâu quá vậy ta? Bà hỏi tôi biết hỏi ai. Chán hết sức. Hết thằng Niễn được tới ổng, đi một cái là biệt tâm biệt tích luôn. Ê, nói nghe nè, có khi nào hai người họ xảy ra chuyện gì không? Trời, bà làm ơn mà im cái miệng bà giùm cái. Làm ơn á, điều tốt thì lên, còn điều xấu thì bỏ qua nha. Rồi sao không ở nhà buôn bán đi, lang thang vô đây làm chi vậy? Rồi không sợ người ta vô lấy hết đồ đạc à? Tôi nhờ con là nó coi chừng rồi, mà quán có gì đâu mất. Tối ngày ngồi giữ quán hoài chán, nên định thả rong vô nhà bà nói chuyện chơi. Thiệt không? Nhìn mặt bà tôi thấy cũng nghi lắm à. Thôi đừng nghi nữa, thiệt ra tôi cũng giống bà, sợ đám vịt của anh hai bị đói, tính vô cho tụi nó ăn. Ơi, ai dè đâu bị bà phỏng tay trên. Nói thiệt vậy á, nghe dễ chịu hơn không? Bà ngộ à, từ nhỏ tới lớn cái tật không bỏ nhỏ không tha à. Gặp ai cũng muốn lật tẩy người ta trơn trọi. Sẵn bữa nay bà nói thiệt á thì tôi cũng hỏi luôn. Ủa, hai mươi mấy năm rồi mà bà vẫn nhớ cha già mắc dịch đó hả? Bà mà thiệt, tôi không hiểu ông già đó có gì tốt mà có người ha bỏ cả tuổi xuân ra để mà chờ mà đợi. Nói tôi rồi bà cũng vậy thôi, tự nhiên à đi hồi hôn rỡ vậy tới già đó. Tôi ở vậy là tại vì tôi không thích lấy chồng, chứ không phải như ai kia phải thương thầm trộm nhớ. Kệ tôi đi, tự nhiên đi nói mấy cái chuyện này lãng nhách. Ê mà bà nè, bà còn nhớ con Hạnh Hòa không? Thì cái con Hạnh Hòa Điệu, cháu hội đồng, hồi xưa ba đứa mình chơi chung mà. Nhưng mà tôi với bà thân hơn. Trời, thì dĩ nhiên rồi, tôi với bà cũng phận nghèo như nhau, còn con Hạnh Hòa nó giàu có, sao chơi chung tôi với bà được. Lâu quá rồi, không biết bây giờ con Hạnh Hòa ra làm sao ha. Sao trăng gì, chắc là lấy một ông chồng đẹp trai, giàu sụ, sùng sướng đến mức vô tình. Mấy mười năm cũng không thèm trở về quê thăm một lần. Nói không chừng nó quên tôi với bà luôn rồi đó. Lần này anh hai đi thành phố lâu như vậy, bà nghĩ có khi nào ảnh với con Hạnh Hòa gặp lại nhau không? Ơi, Sài Gòn lớn vậy sao gặp nhau cho được. Có câu trái đất tròn, có duyên thì gặp lại nhau thôi bà ơi. Biết đâu được,
nói là cậu hai con quen với bà chủ thằng Niễn hả? Thật là vô lý. Cậu hai con mới lên thành phố có một tuần à, sao quen được? Bởi vậy mới nói. Mẹ mà nhìn thấy mặt cậu hai lúc đó, dám chắc mẹ y chang như con thôi. Giống hệt như mấy tuần cải lương hồi xưa vậy. Bốn con mắt hai người nhìn nhau trân trối, khắc khoải yêu thương, bồi hồi, y chang như là cố nhân lâu ngày gặp lại vậy. Trời ơi, mẹ đang lo rối ruột lên, con còn ngồi đó con giỡn được hả? Con đâu có giỡn, con nói thiệt đó mẹ. Mẹ biết không, không chỉ cậu hai sững sờ chết lặng, mà bà chủ Hạnh Hòa đó hả, cũng tròn xoe hai mắt nhìn cậu hai luôn. Khoan, con nói cái gì? Bà chủ tên gì? Dạ, Hạnh Hòa. Hạnh Hòa? Dạ. Ừ, mẹ mẹ, sao kỳ vậy? Bây giờ tới lượt mẹ. Điệu bộ và ánh mắt của mẹ y chang như là điệu bộ và ánh mắt của cậu hai lúc nãy vậy đó. Hạnh Hòa, thế giới bao la, tại sao lại có chuyện trùng hợp như vậy được? Chắc không phải đâu, chỉ là trùng tên thôi. Cô Ba với anh Thịnh nãy giờ nói chuyện gì con không hiểu gì hết. Bà chủ đó với tí con chắc chắn không bao giờ quen nhau được hết, con bảo đảm mà. Không quen mà bà ta mời cậu hai vô nhà. Chắc bà chủ mời tí vô nhà để nói chuyện của em á. Chuyện của con là chuyện gì? Cô Ba, tại con chưa kể cho nên cô Ba không biết thôi. Bà chủ là một người nhân hậu và tốt bụng lắm. Con mới tới nhà chơi chưa được bao lâu mà bà đã thương con giống như là con vậy đó. Bà cho con giày nè, quần áo, rồi dạy con đủ thứ luôn. Mấy hôm nghe con kể là tía cấm con không được yêu anh Niễn, cho nên mới bắt con lên Sài Gòn. Bà chủ giận lắm. Bà chủ nói là làm cha làm mẹ không có nên cắt chia tình cảm của con cái. Bà chủ nói anh Niễn là người tốt, nhìn điệu bộ là biết ảnh thương con thiệt lòng thiệt dạ. Bà còn hứa là hôm nào gặp tía sẽ nói giúp con một tiếng để con yêu anh Niễn. Thì ra là vậy, làm cô Ba hết hồn à? Sao cô Ba hết hồn? Mẹ hết hồn chuyện gì vậy mẹ? Thì mẹ sợ cô hai con gặp. Gặp gì cô Ba? Thì gặp tiếng sét ái tình. Cô Ba chỉ sợ tía con từng tuổi này còn yêu đương thì sẽ khổ. Trời ơi, tưởng chuyện gì. Chuyện này cô Ba đừng có lo. Trái tim của tía chỉ có hình bóng của má con thôi. Mấy lần con dò ý làm mai cho tía mấy người rồi mà tía không có chịu. Tía nói suốt đời tía chỉ chung thủy với má của con thôi. Con nói đúng á. Chắc tại cô Ba lo xa quá, chứ trời đất mênh mông như vậy dễ gì mà gặp được. Mấy mươi năm rồi còn gì. Mẹ, để con. Cô Ba, hôm nào rảnh cô Ba kể cho con nghe chuyện tình yêu của tía con đi. Con thích nghe lắm mà tía không chịu kể. Con lượm đâu rồi Thịnh? Dạ, trong phòng khách đó cậu. Chết, tía con về. Cô Ba, lát mà tía có rầy con, cô Ba nói giùm con tiếng nha cô Ba. Cô Ba biết rồi. Anh hai. Lượm. Dạ, tía. Thu dọn đồ đạc theo tía về quê liền tức khắc. Dạ. Lên lầu, nhanh lên. Dạ. Lượm nè, đợi đêm nè. Gì vậy? Anh hai, anh sao vậy? Mấy ngày nay anh cứ như là người mất hồn à. Sáng tinh mơ anh đi, tới chiều tối mới về, mà ngày nào về cũng nồng nặc mùi rượu hết trơn. Em biết là anh tin tưởng nên mới gửi con lượm cho em. Em để nó tự do đi gặp thằng Niễn như vậy là em sai. Em xin lỗi anh. Nhưng mà anh hai nè, anh cũng phải nên có cái nhìn thoáng một chút. Chuyện tình yêu của đám trẻ sao mà anh cấm cản được? Người ta là bà chủ của thằng Niễn, ngày thường khó khăn như vậy còn thông cảm cho tụi nó gặp nhau. Lẽ nào anh lại... Anh phải dắt con lượm về. Giờ này chiều rồi, xe đâu nữa mà về? Anh hai ngủ lại đi, sáng mai rồi hãy về. Không có xe thì đi taxi, anh có gọi một chiếc rồi. Trời đất, taxi hả? Anh có biết là từ đây về tới Vĩnh Trạch xa lắm không? Từ đây mà về tới dưới là mấy triệu đó. Mấy triệu thì mấy triệu. Anh sao vậy? Cả tuần nay anh ở đây ngủ thêm một đêm nữa, có chết chóc gì đâu.
Anh nói về là về, em đừng có cản. Còn con lợm nữa, sợ có mấy bộ đồ mà lâu lắc quá vậy? Con ghét đi ghê khi không biến con thành người vô tình vô nghĩa. Tía, hay tía cho xe quay lại, cho con chào bà chủ tiếng nghe tía. Tía nói không là không. Đó giờ tía dạy con phải làm người có tình có nghĩa. Sao tự nhiên giờ tía kỳ quá à? Bộ tía muốn con sống làm người vô tình hả tía? Người mà vô tình vô nghĩa là hết xài rồi, làm sao mà tía muốn được con? Vậy sao tía không cho con gặp bà chủ? Thì con cũng phải biết tùy cơ ứng biến chứ. Để quá rồi. Gặp bà chủ đâu có lau lắc gì đâu tía. Về trễ ăn chút có sao đâu tía. Tía nhức đầu lắm rồi, con đừng cằn nhằn tía nữa. Tự nhiên về không kịp chào bà chủ tiếng nào, con áy náy trong lòng quá chừng. Tía, vậy mai mốt có lên thăm cô ba tía, tía chặt giùm con một vài chuối nha tía. Con mang tặng bà chủ nghe tía. À, hay là để con về, con làm một hũ tắc muối thật là ngon, để mai mốt mang lên tặng bà chủ. Bà chủ thích uống tắc muối lắm đó tía. Nãy giờ trên xe con cứ nhắc bà chủ hoài, không thèm hỏi thăm tía một tiếng. Không hỏi thăm tía ở dưới quê tía khỏe không? Nghe giọng tía là biết ganh tị liền. Tía, tía lên nhà cô ba 2 tuần rồi, tía có khỏe hay không con biết mà, hỏi gì chi nữa. Nhưng mà tía không thích con mở miệng ra một bà chủ, hai bà chủ như vậy biết không? Nhưng mà bà chủ của con tốt thiệt mà tía. Tía, tía coi nè, tía coi nè, bà chủ tặng cho con đôi giày nè tía. Đó, tía thấy đẹp không? Chị Tuyết Chi nói á, đôi giày này mắc lắm. Nhưng con biết bà chủ thương con, không phải vì đôi giày này mắc đâu, mà vì bà chủ đã cố công lựa cho con đôi giày vừa thấp vừa mềm, để con đi êm chân không bị té. Tía, tía coi đi, đôi giày đẹp không tía? Đẹp đẽ gì, để mai mốt tía mua cho con đôi khác còn đẹp hơn đôi này nữa. Tía sẽ... Mở cái nè. Ủa, đôi giày của con đâu rồi tía? Tía quăng rồi. Tía nói gì vậy tía? Tía nói là tía quăng đôi giày rồi. Sao tía quăng đôi giày của con? Tại tía thấy đôi giày xấu quá, mang vô hư chân của con nên tía quăng rồi. Đôi giày đó của bà chủ cho con mà sao tía quăng? Con chịu. Tía kêu xe quay lại kiếm đôi giày cho con đi tía. Xe chạy nãy giờ rồi, biết được đâu mà kiếm. Con biết, tía quay lại kiếm cho con đi tía. Con quý đôi giày nó lắm tía biết không? Có gì đâu quý. Để mai tía về, tía mua cho con 2 đôi khác đẹp hơn. Thôi 100 đôi con cũng không chịu. Con chỉ cần đôi giày đó thôi. Tía quay lại đi tía. Tía mà tía. Không có quay lại gì hết á. Cho xe chạy đi tài xế, chạy nhanh đi. Anh tài xế, anh làm ơn quay xe lại cho tôi kiếm đôi giày đi. Bỏ đi, không có đáng đâu con. Sao không đáng được? Đó là tấm lòng của bà chủ dành cho con mà tía. Bà chủ thương con lắm tía ơi. Thương, thương, thương lắm mà đành dứt bỏ con vậy sao? Đâu có, con đâu có đành lòng bỏ đâu mà. Tía ơi, tía quay lại đi tía. Tía mà làm mất đôi giày đó, con giận tía luôn á tía ơi. Con giận tía suốt đời suốt kiếp luôn á tía. Tía thà để con giận, chứ tía không bao giờ quay lại tìm đôi giày đó đâu. Cũng như không bao giờ cho con gặp lại người đàn bà xấu xa độc ác đó đâu. Con không chịu, con không chịu mất đôi giày đâu tía ơi. Con cho tía nói xấu bà chủ. Tía, tía quay lại kiếm đôi giày cho con đi tía. Tao nói không là không nha. Anh tài xế cho xe chạy nhanh giùm tôi đi. Dạ. Tôi không muốn dính líu tới người đàn bà đó được.
Tía, tía quay lại kiếm nhà cho con đi tía. Con đang đây tía mà tía ơi. Lộp ơi, nếu con biết được người đàn bà đó chính là mẹ của con, người đã đành lòng ném bỏ con vào ngôi nhà hoang khi con mới chào đời, thì con có còn tiếc đôi giày đó nữa không? Tí không để bà ta tìm con, tí sẽ dùng tất cả sức mình để bảo vệ con. Nín đi, nín đi con, thôi nín đi. Về với tí mua đôi giày khác cho con. Ngoan đi tí thương nè, về dưới tí mua đôi giày khác cho con. Giày đâu có đẹp đâu, xấu quá à.